Hello, Bộ Rí Vui xin thân ái chào các bạn. Các bạn nhìn thấy không? Rõ ràng ha. Nhìn thấy trước mắt luôn ha. Đây là một bãi xe. Đây là một auto house salon. Nhà mình gọi là salon ô tô á, bên Đức gọi là auto house các bạn. Thì hôm nay là chủ nhật, cho nên là không có ai hết, xe người ta cứ để ngoài trời vậy thôi. Ai muốn tham quan tham quan. Thì hãng xe này là hãng xe người ta bán nhiều hãng xe Ford các bạn, nhưng mà mình sẽ đi quay cho các bạn xem một chiếc Jaguar nhé, là cái loại xe mà mình thích nhất đó các bạn, là xe con báo đen đó. Thì các bạn nhìn thấy đây là hãng là xe Ford thôi. Thì cái salon xe này người ta bán luôn cả xe Jaguar, người ta không chuyên, cho nên là họ chỉ có vài chiếc trưng bày thôi. Mà nãy mình đi ngang là mình thấy là không có chiếc nào có con báo nó ở gắn ở đầu ha. Mình thích con báo gắn ở đầu ấy, nhưng mà bây giờ chắc là đời mới người ta ra báo gắn ở đầu để ngoài trời dễ bị người ta bẻ, cho nên là người ta chỉ có loại con báo là nó gắn sát vô thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đến xem. Còn các bạn thấy là xe cỏ bên này để ngoài trời vậy chả sao các bạn ha, an toàn lắm, không ai ăn cắp đâu. Còn ở Việt Nam mình mà để như vậy không có ai trông không gì hết, là cái bánh xe văng nè, cái mặt nạ mất nè, cái đèn chiếu không, các thứ nó gỡ hết ha các bạn ha. Còn ở bên Đức này người ta cứ để vậy thôi, ăn cắp không được đâu, ăn cắp rồi bán cho ai đó. Rồi camera thì người ta để đầy đó, bán người ta không mua đâu, người ta không có mua đồ ăn cắp, cho nên là ăn cắp bán không được, nên xe họ cứ để thế này thôi. Nay mình đi tới một chiếc Jaguar ha, là loại xe mình thích nhất đó các bạn. Đây các bạn nhìn thấy con báo đây, con báo ở phía sau đây. Đây, chiếc này màu đen, báo đen Jaguar, các bạn nhìn thấy không, thương hiệu đó. Nó thấy nó dũng mãnh chưa, mình thích cái dũng mãnh của nó đó các bạn đó. À, chiếc này là F-Pacer, F-Pacer. Còn chúng ta qua xem chiếc này thôi. Chiếc này cũng thế, dường như là chiếc này là chạy điện hay sao, là e-pay. Thì hôm nay là nhà xe người ta nghỉ, cho nên là người ta không có trực để mà mình có thể vô mà mình hỏi han gì ha. Bây giờ mình quay phần hông nè, rồi đây quay cái đầu của nó đây, báo đen. Đây con báo đây, bạn nhìn ha, à, dũng mãnh không, thích không đó. Bây giờ chúng ta đến xem giá ha, coi giá. Đây là những thông số của xe ha. Đây các bạn nhìn đó, không biết các bạn thấy không, đây mình để đầy màn hình ha, mình đứng đây thì mình nhìn vô màn hình đâu thấy. Bây giờ mình đọc coi chiếc này á thì mỗi tháng trả 270 euro nếu mà bạn mua triệu ha. Để mình coi ông coi 165 gì đây, 24 chúng ta có thể được phép chạy thử luôn ha các bạn. Giá là 37.770 euro, mình không biết giá này có thuế chưa. Còn mình qua chiếc này coi, người ta đề là Auto Unservetbund nè. Thường là cái này là Auto Unservetbund, tức là giá cả phải chăng của chúng tôi á, cái giá mà chúng tôi chiếc này mắc hơn các bạn, 41.490 euro, trả hàng tháng là 325 euro. Đây mình
để cho các bạn xem. Đó. Cái này nó cũng chưa phải là cái mà mình thích nha các bạn. Mình thích cái này dường như là loại này là loại Calendar hay sao nè. Còn mình thích là phải con báo nó ở phía trước như mấy chiếc Mercedes mà nó có cái vòng tròn đặc trưng ở phía trước đó. Thì các bạn có thể hình dung đó là 41.490 euro. Để bây giờ mình lại gần coi thông số. Mình phải trả trước là 10.000 euro các bạn. Rồi số còn lại là 14.000 euro. €31.490. Gì đây nữa mình coi coi mà. Chiếc này á là các bạn á, đây mình mà đứng xa xa các bạn nhìn thấy toàn bộ cái xe ha. Chiếc này chưa phải là mình thích lắm, nhưng mà mình nghĩ là các bạn chắc là nếu mình nhìn cái dáng của Jaguar, thấy không, thấy cái dáng của nó không, dáng của nó là dũng mãnh không, giống như con báo ha. Đó. Chiếc này nó màu xám ha. Rồi mình quay nó thôi, mình không cần thông số kỹ thuật đâu ha. Tại vì trời mưa, cái kiến của họ nó ướt rồi. Mình không đập được. Tức là mình biết là 325 euro trả dần đó. Rồi mình cố đập cho mấy bạn coi trả bao lâu nha. Chiếc này là được sản xuất năm 2019, ngày 14 tháng 3 năm 2019. Thì nó không phải là hoàn toàn mới đâu nha các bạn, mà nó đã mắc như thế ha. Mua triệu là 60 tháng, trả trước là 10.000 euro. Số trả dần là còn 14.900 euro. Giá chưa thuế là 31.490 euro. Tiền tiền lời á, tiền lời hàng tháng mình phải chịu là 2,20%. Bạn cái tiền mình vay ngân hàng nó mua để mình mua đó là 34.490. Tiền lời là 2,20% một năm. Cái này là tiền lời gốc nè, đây là tiền lời mà mình phải trả thật sự nè, là 2,22% một năm. Đó. Thì bạn mà muốn mua xe triệu ở Đức á thì bạn phải có bảng lương ha. Bảng lương người ta có thể đòi bạn là 3 tháng hay 12 tháng gì đó. Người ta coi cái bảng lương của bạn rồi người ta mới coi là khả năng chi trả của bạn á, thì người ta mới cho bạn mua triệu ha. Chứ còn tự nhiên nói ra mua triệu người ta không chịu đâu nha. Mà nếu mà những xe xịn như vậy đó thì bảng lương bạn phải cao một chút, chứ bảng lương thấp quá, lương điều dưỡng thì mình nghĩ là được á. Đây hai con, một con xám một con đen ha. Mặt trời nó xuống thấp rồi. Đó các bạn, cả cái salon xe có mình đứng thôi các bạn. Còn chiếc trắng này là Discovery, cũng là một hãng. Người ta cũng đang quảng cáo ha. Chiếc trắng này là giá là 47.900 euro.
trả dần là 384 euro một tháng các bạn. Trả trước bao nhiêu thì các bạn phải xem nó có ghi đó, mình là gần thêm. Nhưng mà tại chiếc này mình cũng không khoái quá, bự quá. Mấy chiếc này á, mình nói các bạn nó uống xăng á, là không dưới 16 lít 100 cây số ha. Thì với cái thu nhập của mình là mấy chiếc này mình không có đi được nổi đâu. Chiếc Gian Qua này cũng vậy nè, mình chỉ thích nó thôi, chứ còn đi nó là đi không nổi rồi á. Không nuôi nổi nó đâu ha. Còn Auto House người ta nghĩ rồi, đây là xe ở trong nè. Đấy, ở đây một chiếc Jaguar nữa nè. Trong này tối quá, người ta nghỉ hết rồi, không có ai làm gì cả. Discovery các bạn. Nếu mà là ngày thường người ta có làm việc đó, thì mình có thể vào mình hỏi kỹ hơn thông số kỹ thuật rồi rồi mình ngồi vào mình có thể được phép lái thử ha các bạn ha. Đây bắt đầu nhìn phía sau hai ống xả ha. Trời tối quá, âm u quá, mình đi nhầm cái thời tiết nó không đẹp, cho nên quay xe cũng không đẹp cho các bạn rồi. Tiếc quá, lâu lâu mình mới tới được đây các bạn. Thôi thì mình quay tổng quan. Các bạn thấy cái dàn xe của người ta chưa? Vốn bỏ ra biết là bao nhiêu không các bạn ha? Thôi thì mình chỉ quay thế thôi. Tại vì bây giờ trời tối rồi, hết đẹp rồi. Chúng ta lại ngắm con báo đen một lần nữa rồi chúng ta tạm biệt ha các bạn. Hy vọng là nếu mình có dịp mình đến các salon xe đó mình quay xe đẹp cho các bạn xem. Tạm biệt các bạn ha. Chúc các bạn xem video của mình vui vẻ. Cheers, have a nice day.